Vâng, lại là xe của 97 cũng như là ekip của công chúng ta có Roman và Hitty. Vâng, hy vọng là trận này thì bài xe thì không khỏe, xe chết dần đi. Và bài nghiệt. Bên này bài Zoman trận này tôi cũng đang cảm giác khá khẩm rồi. Một mèo đầu đưa về cũng như một voi và một bãi quả. Còn có thêm mưa phụ. Nhưng chỗ này mà đôi voi thì không cần tới. Còn bên kia là sen của U97. Thì phải là bài Zoman, vâng, mắc binh lắm. Thật là mắc binh. Thì mới cố gắng cân lại con sen này. Vâng, sự ổn định giữa sen thì vẫn không phải là bàn cãi. Vâng, Tiểu đang gặp con xe giò của 8 người cầm xe trận này. Chưa biết được rằng cùng cánh hay là kiểu bên kia đẩy sang. Tạm thời chúng ta thấy xe giò thôi. Vâng, dắt thêm nguồn voi về và cắt dân ra lại quả phụ dành cho bài gặp Zoman này. Liệu rằng thì sẽ bao nhiêu dân đóng e không? Vậy không đóng nghe thì càng cao 23 dân bài này rồi. Hưu 6 đưa về đôi voi và một bãi quả 5 cây. Vâng, tệ khích đời sẽ khoảng tầm 7 phút 33 giây. Bên này thì Hoàng Nhi liệu rằng trận này thế nhà cũng như đoan kiểu như nào. Vâng, màu 8 là người cùng cánh cả Hoàng Nhi. Sen cùng cánh hit. Còn bên kia tệ sẽ gặp người cầm Egypt đến từ cái thủ chiến thích công. Vâng, Lâm Đại Dương à. Thực ra Lâm Đại Dương này là một người không biết là sao tuổi đời anh cũng cao rồi. Nó xung cùng tuổi chơi hội anh Tiger với cả anh Nhiếp Phong. Các kiểu cái tuổi đời cũng cao rồi thì phải. Hôm qua thực ra thì quân bài chúng ta là xấu hơn anh ạ. Không phải là như mọi người đang buông những lời kiểu hơi cay nghiệt. Và hôm nay thì thực sự là một phần là chúng ta đang yêu. Thì công nhận. Vâng, cam đoan anh em thì những cái gì anh em đang nghĩ thì không diễn ra đâu. Chúng ta đánh lỗi và hơi yếu thôi. Còn việc này thì ở team Nam thì đặc biệt là Tễu và Hoàng Nhi thì là hai con người anh em bảo. Vâng, Tễu thì đi con Dream. Hoàng Nhi thì thường xuyên là bắt Grab đi đánh kèo. Thì những cái điều mà anh em đang nghĩ thì em chắc chắn nó không diễn ra đâu. Hôm nay chúng ta đánh hơi lỗi cũng như là hơi yếu. Trong 9 trận đấu vừa qua, hy vọng rằng C4 này thì chúng ta có thể bật lại một bài kích trong 10 dành cho bài cầm Hitty này. Tới bên này thì thời điểm này có lẽ cũng đang là người sóc giò và sắp chạy giò rồi. Vâng, gặp hai sư tử và né như vậy có chọc giò chạy treo đến từ bài cầm sang thì phải. Cũng đánh hệ tay nhanh này phải chạy giò thì phải hết sức cẩn thận.
Vâng, đầu tư thêm con giò mới cũng như sóc ở chèm ra để đi vào nhà xa, làm giảm áp lực dành cho bài cầm Hitty này. Một cái bài sang mà bỏ qua rồi xuống hết giò lỗi hết, là thậm chí một bài giàu đến mức này chăng? Vâng, chắc là giò lỗi thôi. Chứ việc mà sang bỏ qua lại quả siêu gần nhà thì là cái điều rất hiếm khi xảy ra. Anh Viên Thanh thì lại vâng nó hơi qua. Vâng, thế thì đang công vào bãi vàng sen, thường này cố gắng làm càng nhiều dân sen càng tốt. Một dân đã nằm xuống. Bên này tiểu tham 24, như vậy là màu 6 chưa anh xe này. Nhưng xe đang vác là sang chém thủ dành cho bài cầm ekip này. Đối phương đang có sự kết hợp là khá tốt trong bài mà xe là lợi quân dễ đánh. Và ekip không bò bấy nhiều. Xe chủ động thì sẽ là người thủ cho ekip là người khỏe. Vâng, bên này thì Hoàng Anh Tham Lai là 31. Nhà thì tạm thời theo kiểu vâng khung khung xong rồi, khung cản mặt thôi. Mặt bên trên kia thì phải là một khoảng tầm 4 chiếc e nữa thì mới kín. Thời điểm này xe có cung ra có bánh xe rồi, nhưng đang chết khá nhiều dần. Vâng, tiểu bên này 8-20 vẫn đang cố gắng tìm đường để đi vào nhà màu 6 cũng như là chăn nhà màu, chăn nhà xe. Giết được dân nào thì hai dân ấy. Ekip bài đánh 4BA, ekip đánh 4BA từ 16 thủ công. Vâng, tạm thời thì đầu tiên này thì xe đang cầm chân cả hai nhà bên mình. Hoặc như là bài sóc đều 4BA. Vâng, 16 trận này thực ra cũng chết khá dân rồi. Đánh theo kiểu bằng gom quân là chính, không bo bế nhiều. Đang phải đóng ra hai chiếc BF để ăn một cánh rừng. Và gỗ đang liên tục bị game thủ John Tễ quản vào. Bờ bên này Hitty chúng ta là bài theo kiểu vâng khỏe nguyên chắc nhà đây rồi. Một cơ sở và đang có rất nhiều dân của 8U97. Và cung giờ là cung giờ Hitty. Tễ đang liên tục quấy vào nhà game thủ bóng 6, hơi giật trong tình huống này. Nhà đang chết khá nhiều dân rồi, thì đang trận này thì gỗ đâu ra để cho công sóc quân. 2S để em cảnh rừng, tên này thì Hoàng Nhi đỡ xong nhà hay không? Vâng, đối phương đã ốp vào. Nhưng lạc đà đang rẻ dường như màu 6 là người giật cung giờ về chăng? Không, vẫn đang đi cùng nhau tên này. Vâng, vẫn đang đi cùng nhau. Ở nhà màu 6 Tiểu đang báo về chết sạch chân ruộng rồi. Vâng, đang liên tục dùng nội chính. Vâng, đi vào ruộng chính tơ này cũng như quản gỗ bên ngoài. Tham lai tiểu đang ngồi lên là 27/36. Vâng, như con ngựa chém vẫn đang theo kiểu vâng móc máy để cho công chết dần chết bòn, yếu thể lực công sóc đều quân. Vâng, như đỡ tơ này thì cửa thắng sẽ là cao nha. Bởi vì tầm này lượng quân của sang thì không nhiều và dân sang chết nhiều rồi. Đây là một vị trí đấu quân mà chúng ta hoàn toàn có thể chơi được. Và cùng giờ là Hitty một đợt giáp. Tên này liệu rằng màu 8 dám xô vào hay không? Vâng, Tếu báo về thì gần màu 6 chớm ra khỏi nhà thì ở nhà sẽ đứt xích luôn. Và tên này thì mình vẫn đang tin rằng ngoài như sẽ được nhà kích chặt gỗ 2 và sóc đều dần ra. Một bài xe của 97 là bài giò lôi bãi quả ngay trước cửa nhà mình. Tham này chúng ta đang là người đẻ. Vâng, tham này chúng ta đang người đẻ. Xin bài Hoàng như chắc khỏe từ đầu và công đi dài. Vâng, một chiến thắng cần thiết để chúng ta ổn định tâm lý sau mà chuỗi trận chúng ta để thua khoảng tầm 5-6 trận tông rồi.